dẫn bước trên đường xa, khó khăn vượt qua tiến bước anh hùng. Mang giấc mơ đời ta tiến lên đài cao hào hùng ghi dấu. Hướng tới chân trời nhờ thần kỳ lên chinh phục đại dương. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái công năng tác dụng lớn tiếp theo của tinh chất nhễ quần tây, đó là công dụng giải rượu của tinh chất nhễ quần tây. Bởi vì sắp sửa đến Tết Nguyên đán rồi, có rất nhiều những cuộc tiệc tùng, các bạn về thăm quê rồi là gặp người thân thì sẽ không tránh khỏi cái việc uống rượu, uống bia. Và đây chính là nước ép quần tây Green Beauty sẽ giúp các bạn giải rượu rất là tốt các bạn nhé. Trong các cái clip trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về các cái công năng tác dụng rất là lớn của tinh chất nước ép quần tây, đó là đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, đó là bình ổn huyết áp, đó là tăng nội tiết tố, tăng ham muốn và làm cho đẹp da, rồi đào thải mỡ thừa trong nội tạng và giúp cho hỗ trợ một số cái bệnh như là bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, đại tràng, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Và một công dụng tiếp theo của tinh chất ép quần tây không thể không nói đến, đó là công dụng giải rượu của tinh chất ép quần tây các bạn ạ. Và để khẳng định cái công dụng giải rượu của tinh chất ép quần tây này có đúng hay không, xin mời các bạn hãy theo dõi một cái thí nghiệm. Sau đây mình sẽ làm một cái thí nghiệm các bạn nhé. Các bạn hãy chú ý theo dõi giúp mình. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái đoạn để đo nồng độ cồn. Để đo nồng độ cồn ở trong rượu các bạn á, dùng cho những người họ hay làm lú rượu đấy, để họ đo cái nồng độ cồn để họ bán rượu. Đó. Các bạn nhìn này, hiện nay là rượu này là bao nhiêu độ các bạn? Các bạn nhìn cho mình xem bao nhiêu độ nào. Đấy. Các bạn nhìn xem nó là bao nhiêu độ các bạn nhá. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Đây là rượu 30 độ. Đây là rượu 30 độ. Tiếp theo này, mình nhấc sang bên đây, mình đo cái bình rượu bên này xem nó là bao nhiêu độ. Các bạn nhìn cho mình xem là cái bình rượu này bao nhiêu độ ạ? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Bình rượu này cũng là bình rượu 30 độ. Nói tinh chất nước ép quần tây Green Beauty, mình sẽ pha nó trong một cái cốc nước như thế này các bạn nhé. Mình pha nó trong một cốc nước này, các bạn nhìn này. Đấy, mình pha nó trong một cốc nước. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đây là gói tinh chất nước ép quần tây Green Beauty dạng cốm. Và sau đó mình sẽ đổ vào cái bình rượu này. Thì các bạn chú ý quan sát này, các bạn chú ý quan sát xem cái ống mà đo nồng độ cồn này nó sẽ lên bao nhiêu độ các bạn nhé. Mình đổ vào này. Đấy. Rồi các bạn đã thấy mình pha một cốc tinh chất nước ép cần tây Green Beauty với một gói tinh chất nước ép cần tây Green Beauty và mình đã đổ vào trong cái bình rượu 30 độ này. Thì các bạn thấy là bây giờ cái ống đo nhiệt độ, đo độ nồng độ cồn đã về 0 độ à các bạn nhỉ. Đó. Và bây giờ mình tiếp tục chuyển cái đo nồng độ cồn này, chuyển sang bình rượu này. Các bạn thấy rằng là bây giờ cái đo nồng độ cồn này lại trở về với rượu 30 độ. Vâng, thật là tuyệt vời phải không các bạn? Vừa rồi mình đã đổ một cốc tinh chất nước ép cần tây Green Beauty vào trong bình rượu này và chúng ta thấy rằng là bình rượu hiện nay đã trở về 0 độ. Các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Vậy thì vừa qua mình qua cái thí nghiệm này, mình chứng tỏ với các bạn rằng là tinh chất ép cần tây Green Beauty có công dụng là giải rượu các bạn, rất tốt cho mùa Tết Nguyên đán năm nay các bạn nhé. Và bạn nào muốn uống tinh chất ép cần tây, sau đây mình sẽ hướng dẫn giúp các bạn uống tinh chất ép cần tây một cách đúng nhất các bạn nhé. Bây giờ nếu bạn nào muốn uống tinh chất ép cần tây chỉ để đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể thôi thì các bạn có thể uống cho mình 1-2 gói này trong một ngày và thay nước uống luôn từ sáng đến chiều luôn. Và nếu bạn nào mà muốn giảm cân sâu thì các bạn có thể uống cho mình 3 gói tinh chất ép cần tây như thế này vào trước khi ăn 30 phút nhé các bạn nhé. Uống 3 gói tinh chất ép cần tây này
trước ăn 30 phút và kết hợp với việc tập thể dục, kết hợp với việc các bạn ăn giảm tinh bột, giảm đường thì các bạn sẽ giảm cân được như ý các bạn nhé. Còn bạn nào muốn uống giải rượu ấy, thì các bạn trước khi uống rượu các bạn hãy uống cho mình một cốc tinh chất ép mật tây này. Và hoặc là uống sau khi các bạn uống rượu xong, các bạn uống cho mình một cốc tinh chất ép mật tây Green Beauty này, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự tuyệt vời của cái công dụng giải rượu tinh chất ép mật tây rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi, xin chào và chúc tất cả các bạn một ngày đầy vui vẻ, năng lượng và bình an nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thân bước trên đường xa, khó khăn vượt qua, tiến bước anh hùng, mang giấc mơ đời ta tiến lên đài cao, hào hùng ghi dấu hướng tới chân trời, nhờ thần kỳ đến chinh phục đại dương.